Xin chào các bạn ha, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Dũng ha. Khá lâu rồi Dũng mới trở lại ha. Thì ngày hôm nay Dũng sẽ hướng dẫn cho các bạn ha, trồng cái cây hạt dưa. Thì trước thềm năm mới Dũng chúc tất cả các bạn xem video của Dũng năm mới có thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, và đặc biệt là luôn giữ bảo vệ mình trước cái tình hình dịch bệnh rất là phức tạp. Thì cái cây hạt dưa này còn gọi là cái cây đô la. Thì nó là thuộc dạng là dạng lan, mình trồng ở trong đất vẫn được, mình trồng than hoặc xơ dừa vẫn được, và mình có thể là bỏ lên những cái gốc cây ha, mình bỏ lên những cái gốc cây nó vẫn bám, nó vẫn sống, nó vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường đó. Nhưng mà mình thấy là trồng tốt nhất ở trong cái điều kiện là mình sử dụng đất có phân hữu cơ, ví dụ như mình trộn cái thành phần tỷ lệ như là tro trấu, xơ dừa, trấu sống, phân bò, bốn cái mình trồng trong chậu thì nó rất là tốt. Thì cái cây này nó đem lại cái không gian xanh trong ngôi nhà. Thì các bạn có thể là trồng trong những cái loại chậu như thế này, chậu chậu treo như thế này, hoặc là những cái loại chậu chậu đất nung. Chậu nung rồi mình mua kẽm, mình mua kẽm mình luồn vào, thì mình thấy là cái cây này thì nó ưa bóng râm. Nếu mà mình sử dụng chậu đất mà dây những cái kẽm thì lâu ngày nó cũng bị mục á, cho nên mình sử dụng loại mủ giờ cho nó tiện và nó thẩm mỹ, đỡ mất công đó. Một chậu như thế này thì mình mua là nó bán lẻ, mình mua hết luôn là 10 9 10 10 chậu 90 ngàn các bạn, bán lẻ là chậu với mốc là 10 ngàn một chậu, mình mua luôn, mình mua một lần luôn, mình mua mình treo, mình tạo cái không gian. Thứ nhất là cái cây này nó tạo cái không gian xanh cho cái ngôi nhà của mình. Cái thứ hai là cái cây này cái sức sống của nó rất là mãnh liệt, nó cũng không hù gì cây trầu bà đâu, nó ưa bóng râm nữa, và nó tạo được cái sức sống mãnh liệt và tạo một cái sự mà tạo cái sự vươn lên và trong cái cuộc sống, xua đuổi những cái điều mà không may, đem lại sức sống trong cái ngôi nhà, và đặc biệt là trong cái cây cảnh mà đem lại cái không gian xanh trong cái ngôi nhà. Thì Dũng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách trồng cái cây này ha. Ok, mời các bạn cùng theo dõi video. Về về cái phần giá thể trồng thì như mình đã nói ở đầu video ha, bạn có thể sử dụng là hỗn hợp tro trấu, xơ dừa, phân ít phân bò và trấu trấu tươi đã qua xử lý. Cái này mình mua một bao là 40, còn nếu mà các bạn muốn rẻ thì các bạn tự mua về các bạn xử lý ha. Tro trấu mình nhiều lưu ý là phải xả mặn đi, xả cho nó bớt mặn, xơ dừa thì mình xả cho nó bớt chát, mình trộn lại, thì đương nhiên thì mình trộn nó rẻ hơn, mình trộn thì nó rẻ hơn là người ta trộn sẵn cho mình. Đó. Về cái phần mà đáy chậu thì các bạn nhớ kiểm tra ha, kiểm tra những cái lỗ như này nè, nhiều khi nó người ta làm khuôn ra người ta không có làm kỹ, thì cái lỗ này mình sẽ kiểm tra cho nước nó hó. Cây này thì nó ưa bóng râm, nó ngày tứ khoảng một lần đến hai lần tùy thời tiết nắng nóng hay gì ha. Đây là mình sử dụng hỗn hợp ha. Ở phần dưới cái phần đáy chậu thì bạn có thể lót than hoặc là bỏ những cái cục xốp, tạo cái độ thông thoáng và hút nước tốt cho cái chậu khi mình treo lên. Cây này nó dễ sống, không có khó đâu. Tết mình trồng cây đu la mà, cho có đu la. Đó, mình cho vô. Rồi. Rồi. Ém nhẹ xuống. Phun sương nhẹ nó lên, cho cái giá thể nó ẩm. Rồi, đây là cái phần cây ha, các bạn có thể cắt từng khúc như thế này ha. Cắt từng khúc như thế này. Đó. Cây này nó có mủ nha bạn, đặc biệt mình thấy cây này nó có mủ. Thì mình cắm xuống. Cắm quanh nhậu sau này nó bò xuống. Nó bò xuống, nó rủ xuống đẹp. Để mình xíu mình sẽ lót lên trên một xíu giá thể nữa. Đây là cực kỳ dễ lên. Thì mình mới trồng thì mình để trong mát, cây nào cũng vậy thôi. Mình để cách mình để giá thể vào cách cái chậu khoảng một lóng tay, sau này mình có vô phân đâu nó dễ bạn. Mình tuyệt đối là hạn chế cái việc mình trồng. Mình trồng quá cao. Mình để giá thể nó quá dày, sau này mình không có vô phân được.
Hỗn hợp này thì nó mình trồng là full luôn ha, của đất cho nên là nó cực kỳ tươi xốp lắm. Xong mình lấp nhẹ lên nữa. Gì dễ sống lắm. Cái này nó đẻ con dữ dằn lắm bạn. Các bạn nhà có cây gỗ ghép vô vẫn được nha. Chứ không phải cành trồng theo cái trồng đất hay là trồng những kiểu này. Mình ghép vô, mình ghép cây gỗ rồi vô. Nhưng mà mình thấy trồng như thế này nó phát triển mạnh lắm. Tết trồng cây đô la hả mày. Dăm xuống à, phủ một lớp da da hãy lên trên rồi đem vô chỗ mát là mình tưới. Cây này thì nó ưa bóng râm ánh sáng nhẹ à, cây sẽ phát triển tốt, còn mình để ngoài nắng cây nó sẽ coi cọc nha bạn, nó có đâm chồi nhiều. Ok mình tưới ẩm qua nữa là ok. À, về cái móc này thì mình có thể móc lên. Móc lên. Móc hàng rào cho nó mát mát. Đó. Thời gian rất là nhanh thì mình đã hoàn thành xong một chậu rồi các bạn. À, mình trồng những chậu còn lại. Thì như cái phần mà giá hễ mình chia sẻ thì các bạn có thể sử dụng đất cũng được ha. Nhưng mà mình thấy thì sử dụng cái phần tro trấu, sơ dừa, một phân bò và trấu tươi thì mình thấy là nó rất là xốp, nó tạo tạo độ tươi tươi xốp ha. Trồng cái này thì không cần đất vẫn ok, không có vấn đề gì. Đây là lan mà. Ngoài ra thì nó phải sống ký sinh trên những cái loại cây khác, ví dụ như là những cái loại cây gỗ bạn, nó vẫn sống được. Đó, nhưng mình thấy nó không có sung bằng. Đó. Cái này là hoàn thành rồi, thì chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì cảm ơn các bạn đã xem tới cái phần này của video. Thì xin hẹn các bạn trong những cái phần video tiếp theo. Thì chúc bạn dành những cái khoảng thời gian ngắn thôi, mình trồng những cái loại cây, đem lại cái không gian tươi mát, đem lại cái phong thủy, đem lại cái cảnh quan cho cái gia đình của mình. Thì xin chào các bạn, hẹn các bạn trong những chuỗi video tiếp theo.